Cái sơ đồ này nè thì nó ở dạng là ORD. ORD. Bây giờ mình cái chỗ này thì thầy sẽ ghi ở đây là sơ đồ quan hệ ORD. Đó. Như vậy đây là cái sơ đồ quan hệ ORD của mình. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái dạng nó giống như là thiết kế cơ sở dữ liệu ở dạng vật lý luôn, kiểu như vậy luôn, tức cái đó người ta gọi là ER thôi, hay có nhiều tài liệu người ta ghi là ER. Vậy thì mình sẽ quay ra document nè, từ cái ERD ha, bạn quay ra document, bạn sẽ click vô cái dấu ba chấm, click vô dấu ba chấm và chúng ta chọn convert to relation schema. Ở chỗ này bạn có thể là đặt thêm vô đây rồi, bạn để là schema create và edit, bạn chọn create thì nó sẽ lấy cái cơ sở dữ liệu của mình, nó sẽ tạo ra và mình kéo các cái bảng này ra đó. Như vậy nó có cả gì, bảng chính bảng phụ rồi luôn. Ví dụ chỗ này đó, như vậy mình đã nhìn thấy được rất là rõ nè, bảng này là bảng văn phòng, có mã văn phòng là khóa chính, tên văn phòng, địa chỉ, và mã văn phòng này nó để là FK là gì, khóa chính là nó viết tắt là gì, B à, primary key, còn khóa phụ foreign key, foreign là khóa ra bên ngoài, khóa ngoại. Rồi tương tự như vậy thì nó đã vẽ ra được các bảng ở đây, được chưa? Rồi quay trở ra document, đây là cái mà mình mới tạo nè, đây là cái mình mới tạo nè, click chuột phải ở đây nữa, làm gì? Gen ra cái đoạn code SQL luôn, ghê không? Đi ra copy cái này dán vô đâu, à vô cái MySQL Workbench ha, new một cái file thì ra được chưa? Ủa thì code cũng được hả? Chắc gì đúng, nhưng mà cái này chắc gì đúng đúng không? Ai biết thì kiểm tra lại coi. Bây giờ như vậy copy cái này, mở MySQL Workbench lên, tạo một cái file SQL script, Ctrl V ha, rồi thực thi. Chưa chắc ha, trong này chúng ta có gì, tạo bảng, tạo chủ sở hữu, tạo bảng, tạo bảng, tạo bảng, tạo quan hệ, còn gì nữa ta? Ủa cái này tạo vô bảng gì, tạo vô cơ sở dữ liệu nào, thiếu cái dòng lệnh gì, tạo cơ sở dữ liệu, các bạn phải tự thêm vô, không đủ nha. Được chưa? Đấy, như vậy thì chúng ta đã chuyển từ gì, từ ORD sang OER, từ OER chuyển sang câu lệnh SQL script, được không? Dễ quá ta. Ok, xong nha. Nhìn sướng. Tự code nha. Đó, xong rồi đó, copy dán ra là xong.
hả? Dễ quá mà, ai biết nói hay không thì tự làm sao cho nó nói nè. Đây thầy viết nè, có quan hệ nè, một 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 nhiều, bạn phải chỉ định cho nó là quan hệ gì. Đúng rồi, ừ, ghi vô. Còn cái chỗ này nè, thực ra đó thì mình phải chuẩn hóa cái chỗ này mình đã chuyển. Chưa chuẩn hóa xong mà chuyển gì? Đây nó chỉ mới là mối quan hệ, mình phải chuyển nó thành thực thể thì mới chuyển chứ, chuyển như hồi nãy đâu có đúng. Được chưa? Phải biến cái này thành thực thể. Rồi mình mới chuyển sau. Nhưng mà chỉ cho các bạn thấy thôi. Về nhà làm lại.